Trang xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục Đường xa xứ lạ của đài truyền hình quê hương hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trịnh Hảo Tâm với tiêu đề Diễn hành hoa hồng ở Pasadena. Lễ hội diễn hành hoa hồng ở Pasadena, tiểu bang California, năm nay 2016 là kỳ thứ 127 với chủ đề Fire Adventure do hãng xe hơi Honda tài trợ. Chọn chủ đề này nhằm đánh dấu 100 năm thành lập cơ quan công viên quốc gia Hoa Kỳ US National Park Service, là một bộ trực thuộc chính quyền liên bang nhằm quản lý và điều hành hơn 400 công viên quốc gia trên toàn cõi đất nước Hoa Kỳ. Hội Hoa Hồng Tournament of Roses và Bộ Công viên Quốc gia, cả hai đều nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên, di tích văn hóa lịch sử, hầu cung ứng cho người dân những nơi vui chơi, giải trí, những thắng cảnh trải dài từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây, với chủ đề Fire Adventure, khuyến khích du khách mạo hiểm khám phá những chân trời mới, làm phong phú thêm danh sách các địa điểm du lịch, di tích văn hóa để dành cho thế hệ mai sau. Đại thống soái Grand Marshal cho cuộc diễn hành hoa hồng năm nay là nhà làm phim Ken Burns, người đã đạo diễn và sản xuất nhiều phim tài liệu nói về lịch sử Hoa Kỳ. Suốt gần 40 năm chuyên về phim tài liệu với tuổi đời hiện nay là 62, ông Ken Burns đã được vinh danh với nhiều giải thưởng, bao gồm 14 giải Emmy Awards, 2 giải Grammy Awards và 2 lần được đề cử giải Oscar. Chủ tịch Hội Hoa Hồng Pasadena là Mike Matheson đã long trọng loan báo tin trên và thêm rằng Ken Burns là khuôn mặt tiêu biểu và xứng đáng cho chủ đề lễ hội diễn hành năm nay, Fire Adventure. Cũng như truyền thống hàng năm, cuộc diễn hành hoa hồng năm nay sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2016 và kéo dài 4 tiếng đồng hồ trên một lộ trình dài 5 mai rưỡi. Khởi từ góc đường Green Street và đi về hướng Bắc trên đường Orange Grove Boulevard, sau đó rẽ phải vào hướng Đông trên đại lộ Colorado Boulevard và kết thúc sau khi rẽ trái lên hướng Bắc vào đường Sierra Madre Boulevard. Diễn hành hoa hồng năm nay 2016 với sự tham dự của 92 đơn vị, bao gồm 44 cỗ xe hoa nhiều màu sắc, kết bằng hoa lá thiên nhiên và 20 ban nhạc diễn hành Marching Bands đến từ 4 quốc gia. Nữ hoàng hoa hồng Rose Quinn năm nay là Erica Karen Winter, nữ sinh trung học 17 tuổi của trường Flintridge Preparatory School. Em này được chọn trong 900 phụ nữ dự thi và đã đoạt vương miện trong tháng 10 vừa qua. Lễ hội Hoa Hồng, ngày đầu năm dương lịch ở Pasadena, có từ năm 1890 khi hội đi sang Valley Hunt Club tổ chức một cuộc diễn hành những xe kết hoa do ngựa kéo trước khi khai mạc trận đấu football vào buổi chiều. Cuộc diễn hành đầu tiên thành công rực rỡ, quy tụ hơn 2.000 người đến vui chơi tham dự. Rồi sau đó, lễ hội Hoa Hồng được liên tục tổ chức hàng năm, ngay cả những năm chiến tranh đệ nhất và đệ nhị thế chiến, ngày càng thu hút rất đông số người đến tham dự. Ngày xưa, các xe hoa trang trí rất đơn giản, chỉ là xe hơi được kết hoa bên ngoài và không có những ban nhạc tham dự diễn hành. Thành phố Pasadena rất hãnh diện về lễ hội hoa hồng của họ để quảng bá cho các tiểu bang giá lạnh miền Đông thấy rằng nơi đây nắng ấm ngay cả mùa đông, bông hoa vẫn khoe sắc thắm tươi rực rỡ để mời gọi các công ty hay các hãng xưởng sản xuất mau dọn về đây mà đầu tư. Thank you.
diễn hành hàng năm được tổ chức trên đại lộ Colorado Boulevard là con đường thương mại chính yếu của thành phố Pasadena. Những xe hoa được chuẩn bị khung sườn từ hàng tháng trước trong một xưởng riêng của Hội Hoa Hồng. Những bông hoa hay cành lá, trái hạt, vỏ cây trang trí trên xe phải là thực vật thiên nhiên chứ không được dùng hoa lụa hay ni lông. Hoa lá có thể được mang từ các nước khác tới chứ không nhất thiết phải là hoa của Cali. Đoạn đường diễn hành dài 5.5 miles, bắt đầu lúc 8 giờ sáng và chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa. Những người đứng trên xe hoa hay tham dự các ban nhạc suốt buổi diễn hành dài 4 tiếng đồng hồ không được rời đoàn để đi vệ sinh cá nhân hay gọi điện thoại cầm tay. Dân chúng muốn xem cuộc diễn hành hoa hồng hàng năm có thể mua vé để ngồi trên những khán đài được thiết lập dọc trên đường Colorado. Thường vé chính thức hay bán hết sớm và người mua có thể mua trên mạng với giá second market từ 50 cho đến hơn 300 Mỹ Kim. Ngoài ra, nếu đứng xem dọc theo đường Colorado thì hoàn toàn miễn phí. Ai đến trước ưu tiên có chỗ tốt. Do đó, hàng năm có hàng ngàn người đến cắm dùi chiếm lề đường từ 1 giờ trưa ngày cuối năm. Họ có thể mang theo lò nấu nướng thức ăn nhỏ, mền và túi ngủ, ghế xếp, radio, truyền hình, nhưng phải thu dọn sạch trên đường Colorado sau làn sơn màu xanh vào 7 giờ sáng hôm sau trước giờ xe hoa diễn hành. Sau khi diễn hành trên đại lộ Colorado ở Pasadena, thì các xe hoa được tập trung đưa về đậu trên đường Sierra Madre Boulevard ở hướng đông bắc của thành phố để dân chúng có thể vào thưởng lãm, ngắm nhìn một cách tường tận hơn. Cuộc trưng bày xe hoa này diễn ra ngay sau ngày diễn hành đầu năm và thường kéo dài trong 2 ngày. Được gọi là Post Parade, a showcase of flows, du khách vào xem phải mua vé khoảng 10 Mỹ Kim mỗi người. Địa điểm trưng bày các xe hoa Post Parade không có bãi đậu xe cho người đến xem, nên Hội Hoa Hồng Pasadena đề nghị dân chúng nên đậu xe tại 3 địa điểm Park and Ride là sân vận động Rose Bowl Stadium, Pasadena City College và Community Education Center. Rồi từ đó có xe đưa đến Post Parade, khứ hồi với giá vé 3 Mỹ Kim mỗi người. Xe hoa được trưng bày trên hai con đường là Sierra Madre Boulevard và Washington Boulevard. Mỗi đoạn đường kéo dài nửa mile. Nếu đi và về xem hết thì phải đi bộ 2 miles. Khi vào cửa, vì lý do an ninh, người ta khám sơ các túi sách và không cho dẫn thú vật hay mang xe đạp hoặc skateboard vào. Những ai có iPhone có thể gọi một số để nghe lời thuyết minh về các xe hoa được trưng bày. Bằng không thì khi mua vé cũng được phát một tờ brochure có bản đồ ghi chú tên của những xe hoa. Những nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Bắc Hàn thì diễn hành là phô trương sức mạnh quân sự, vũ khí tối tân với quân đội hùng mạnh, bước chân rầm rập đá cao, trong khi Hoa Kỳ diễn hành không bao giờ có xe tăng hay hỏa tiễn, mà chỉ là hoa là bướm ong. Các ban nhạc học sinh, những nét văn hóa trong đời sống có những nơi như San Francisco thì lại có diễn hành của giới đồng tính gọi là Gay Parade. Hai thể chế chính trị này hoàn toàn khác biệt trong cách diễn hành. Thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Trịnh Hảo Tâm với tiêu đề Diễn hành hoa hồng ở Pasadena. Tiết mục Đường xa xứ lạ kỳ này tới đây là chấm dứt. Bích Trân xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới.